1 sẽ cộng với 2, 2 sẽ cộng với 1. Cột thứ hai của mặt trận A sẽ trở thành dòng thứ hai của mặt trận A 1 nhân với 2, 3 nhân với 4, 1 nhân với 7 và chúng ta cộng chúng vào với nhau. Chào mừng các bạn đã đến với Eureka Rundi. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên của môn đại số tuyến tính với các cái nội dung chính như là các bạn thấy trên màn hình ở đây. Đầu tiên là về ma trận định thức và hệ phê trình tuyến tính. Tiếp theo sẽ là không gian vector Tiếp theo nữa là ứng dụng trong kinh tế với một số cái mô hình mà chúng ta có thể sử dụng hệ phương trình với cả ma trận để chúng ta giải quyết. Thứ tư đó là ánh xạ tuyến tính. Thứ năm, không gian Euclid và dạng toàn phương. Thì chúng ta sẽ tới với nội dung của playlist đầu tiên, tức là danh sách phát đầu tiên liên quan đến ma trận định thức và hệ phương trình tuyến tính. Thì nó sẽ bao gồm các nội dung như ta thấy ở trên đây, bao gồm 5 nội dung. Trước đây là ma trận, sau đó là định thức, hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo và cuối cùng là hệ phương trình tuyến tính cũng như cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận. Nội dung của video ngày hôm nay sẽ là nội dung thứ nhất trong cái list này, đó là ma trận và phép toán về ma trận. Thì nó lại chia thành các cái nội dung nhỏ hơn, bao gồm là uh, đây các bạn có thể thấy trên hình đây. Và chúng ta sẽ tới với cái nội dung thứ nhất là ma trận với cả các cái dạng của ma trận mà chúng ta sẽ có thể gặp phải ở môn đại số tuyến tính. Thì nó sẽ có 6 mục nhỏ hơn như thế này, trong đó trước hết là ma trận cấp m nhân n là cái gì? thì nó là một bảng số gồm có m dòng và n cột thì sẽ có tất cả là m nhân n phần tử. Ở đây thì mỗi phần tử sẽ ký hiệu theo kiểu chỉ số như này, chúng ta thấy là a11 là ở dòng 1 cột 1, a12 là ở dòng 1 cột 2, a21 là ở dòng 2 cột 1, a22 là ở dòng 2 cột 2, vân vân, các cái vị trí khác cũng tương tự như vậy. Chúng ta có thể gặp các cái ký hiệu khác mà không ở dạng bảng số như thế này mà chúng ta sẽ đặt tên cho nó, người ta đặt tên cho nó và chúng ta gọi nó ra. chẳng hạn mình đặt tên ma trận này là ma trận A, thì chúng ta có thể ký hiệu nó là A hoặc ký hiệu là A viết chỉ số dưới chân là cấp của của cái ma trận đó, tức là m nhân n ở đây. À, chúng ta sẽ để là m uh, nhân n như này, chúng ta không nhân nó vào nhé, chúng ta để im là m nhân n biểu thị cho chỉ số dòng và chỉ số cột. ở ngoài cách ký hiệu này ra, chúng ta còn có thể gặp một cách ký hiệu nữa, đó là ký hiệu theo cái phần tử đại diện đó là AEG trong đó Y là chỉ số cho dòng còn Y còn j là chỉ số cho cột thì Y sẽ chạy từ 1 tới M như chúng ta thấy ở đây là có M dòng thế còn j chạy từ 1 tới N là N cột thì mình có thể ký hiệu theo kiểu ba này theo ba cách này um, thêm một vấn đề nữa đó là về ký hiệu ở dạng bảng số thì người ta có thể sử dụng ngoặc vuông hoặc là sử dụng ngoặc tròn thì do vấn đề về kỹ thuật và để tránh nhầm lẫn thì mình thấy là sử dụng ngoặc tròn là hiệu quả nhất và nó dễ dễ để người ta nhìn nhận nhất thế cho nên là từ đây trở đi mình sẽ luôn sử dụng ký hiệu ngoặc tròn cho cái uh, uh, cho ký hiệu dạng ma trận ở dạng bảng số viết tường minh ý đó là ma trận một cái bảng một cái bảng số tổng quát một cái ma trận tổng quát cấp m nhân n chúng ta sẽ có thể có một vài ví dụ cụ thể như thế này đầu tiên là ma trận cấp 2 nhân 3 thì có hai dòng và ba cột bao gồm tổng cộng là 2 x 3 bằng 6 phần tử đúng không chúng ta thể thấy là như này và các bạn có thể đọc theo một trình tự nào đó để cho nó thuận tiện chẳng hạn như mình thì mình hay đọc theo kiểu là theo dòng trước và theo theo cột sau chẳng hạn như đây là 1 2 3 à, 1 2 3 rồi thì 4 5 6 hoặc là các bạn hãy đọc theo dọc theo cột thì nó đỡ bị mỏi mắt hơn ví dụ như ma trận B cấp 3 x 4 thì nó có 3 dòng 4 cột thì mình thể đọc các phần tử của nó theo theo cột đi nó dễ ví dụ như 1 5 4 này, sau đó lên trên là 2 7 2 rồi 3 6 3 4 0 1. Đọc như thế nó đỡ bị mỏi mắt hơn là so với chiều mà chúng ta đọc theo chiều sang ngang đúng không? Thì đây là hai cái ma trận mà có số dòng và số cột nó khác nhau. Ngoài ra chúng ta có một lớp ma trận nữa mà có số dòng bằng số cột giống như ma trận C ở đây. Thì lớp ma trận đó gọi là ma trận vuông. Với ma trận C ở đây là ma trận vuông cấp 3 có 3 dòng 3 cột chúng ta sẽ có thể thấy nó là một nguyên dạng một cái lớp ma trận nó khá là đặc biệt và càng đặc biệt thì sẽ càng lắm vấn đề từ ngày thư từ ngày xưa chúng ta là chúng ta làm quen thì mình thấy là càng đặc biệt thì càng nhiều vấn đề rồi đúng không ví dụ như cái tam giác một tam giác bất kỳ thì không có gì đáng nói lắm nó chỉ có ba cạnh và tổng độ dài hai cạnh thì không lớn hai cạnh còn lại rồi thì tổng ba góc bằng 180 độ thế nhưng mà khi càng đặc biệt hơn ví dụ như là có tam giác vuông sau đó là tam giác đều tam giác cân, tam giác đều rồi tam giác vuông cân các kiểu ấy đúng không? Càng đặc biệt thì nó càng làm vấn đề. Thì uh, trước khi chúng ta tới với nội dung về ma trận vuông thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về các cái vấn đề liên quan đến ma trận cấp M N đã. Thì trước hết là khi chúng ta làm việc với số thì mình thấy là có thể so sánh hai số với nhau xem nó bằng hay khác đúng không? Thì đây với ma trận thì cũng tương tự như vậy là chúng ta cũng có thể so sánh xem hai ma trận có bằng nhau hay không. Và ma trận A cấp M nhân N và ma trận B cấp M nhân N nó bằng nhau thì điều kiện cần là phải cùng cấp đã đúng không? nếu mà khác cấp thì không có bằng cái gì hết đúng không ví dụ A là cấp 2 nhân 3 thì B cũng phải cấp 2 nhân 3 thì chúng ta mới có thể xem xét nó bằng nhau hay nó khác nhau được thế còn nếu nó khác cấp thì đương nhiên là khác rồi ở đây A và ma trận B này là hai ma trận bằng nhau khi và chỉ khi thứ nhất là nó cùng cấp thứ hai là tất cả các phần tử tương ứng ở ở vị trí này phải bằng với phần tử tương ứng ở vị trí của ma trận kia. Đấy, ví dụ như là A một một nó phải bằng b một một đúng không? phần tử ở dòng một cột một của ma trận a phải bằng với phần tử ở dòng một cột một của ma trận b và các cái phần tử khác cũng như vậy thì đó là cái đó là cái về hai ma trận bằng nhau. Thì chúng ta có thể thêm một cái vài cái khái niệm nữa như là ma trận đối chẳng hạn thì um, uh, chiều một cái số bất kỳ ở đó chúng ta sẽ thấy là có số dương và số âm đúng không? thì nó sẽ đối nhau đối dấu đấy thì ở đây cũng thế ma trận mà đối dấu với ma trận kia thì chúng ta gọi là ma trận đối và nó đối như thế nào thì là tất cả các phần tử ở trong ma trận nó phải đối dấu với nhau. Đấy như cho thấy là so với ma trận A cấp m nhân n tổng quát vừa nãy thì mình thấy là với ma trận này thì mình uh, có thể để ý thấy các cái phần tử ở trong nó thì đều thêm dấu trừ vào, đúng không? Và để cho sinh động hơn thì chúng ta có thể lấy ví dụ luôn, chẳng hạn như ma trận A cấp 2 nhân 3 như này, các phần tử như ta thấy 1 4 2 5 3 6 trừ 6. Bây giờ đối của nó thì tất cả các phần tử ma trận đối nó sẽ ngược dấu. Ngược dấu với một là trừ một, ngược dấu với hai là trừ hai, vân vân. Ngược dấu với trừ sáu là sáu. Đó thì đấy là ma trận đối. Và chúng ta sẽ viết nó là trừ A. À, đối nhau thì như là hai số âm với cả số dương nó sẽ đối nhau qua đâu? Nó sẽ đối nhau qua gốc tọa độ tức là cái số không đúng không? Thì ở đây cũng thế. Chúng ta có hai ma trận đối rồi thì chúng ta cũng sẽ có một cái ma trận ở chính giữa chúng nó gọi là ma trận không. Với tất cả các phần tử ở trong ma trận này đều bằng không thì gọi là ma trận không. Đó à. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới với ma trận dòng và ma trận cột. Thì thực ra chúng ta không gặp nhiều ma trận kiểu này mà nó chỉ là cái khái niệm bổ sung thêm để chúng ta dễ dàng cho việc ký hiệu thôi. Ma trận dòng như tên gọi của nó chỉ có một dòng mà thôi. Còn có thể có nhiều cột tùy theo ví dụ đây là A cấp 1 x 3 thì nó có một dòng và ba cột. Thế còn ma trận cột thì tương tự như vậy chỉ có một cột mà thôi, có thể có nhiều dòng. Đấy. Thì uh, với các ký hiệu như thế này thì chúng ta sẽ có thể bổ sung thêm đối với ma trận cấp m nhân n như sau đôi khi chúng ta sẽ sử dụng đến một dòng hoặc là một cột nào đó của ma trận A thôi thì nếu mà cứ lúc nào mà chúng ta sử dụng đến dòng với cột thì mình lại viết cả cái dòng cả cái cột đấy ra thì nó hơi bị bất tiện thì cho nên chúng ta sẽ sử dụng các ký hiệu như sau để chúng ta ký hiệu cho dòng và cột của ma trận A thứ nhất là dòng đi ví dụ mình muốn lấy ra dòng y của ma trận a để chúng ta sử dụng cho một thao tác nào đó thì mình sẽ ký hiệu nó là a -I. xin lỗi dòng là dòng dòng y nhé a uh, bên trên là mũ r thì ở đây chữ r mình viết tắt cho từ row là dòng ở trong tiếng anh Đấy, thì còn ngoài ra các bạn có thể gặp các cái ký hiệu khác ví dụ như là uh, dòng theo tiếng việt thì mình viết tắt nó là chữ d đúng không chữ chữ r hoặc là hàng người ta còn gọi là ma trận m hàng n cột nữa thì mình cũng thể gọi là hàng thì đây là uh, a mũ h chẳng hạn đấy. thì đấy cũng là một kiểu ký hiệu rồi thì đấy là dòng còn đối với cột thì chúng ta sẽ ký hiệu tương tự chúng ta lấy ra cột di thì mình sẽ ký hiệu là a G và có cái chữ c ở bên trên c này các bạn có thể hiểu nó là cột viết tắt là cột hoặc là column đều được À, thì đôi khi chúng ta phải lấy ra dòng với cả giấy cột của ma trận này để chúng ta sử dụng cho một thao tác nào đó À, thì mình sẽ sử dụng ký hiệu này cho nó đơn giản và gọn nhẹ trong cách trình bày Nội dung tiếp theo sẽ tới với ma trận là Cái lớp ma trận đặc biệt mà mình vừa nhắc tới ở trên Đó là ma trận vuông Khi mà số dòng và số cột của ma trận nó bằng nhau à, Thì lúc này thì chúng ta có các ký hiệu vẫn tương tự như Đối với ma trận cấp MNN thôi à, Nhưng mà nó sẽ có một vài cái tình Một vài cái điều đặc biệt Và chúng ta sẽ gặp nó rất nhiều về sau Và chủ yếu là chúng ta sẽ, sẽ làm việc với ma trận vuông là nhiều khác với các cái ma trận cấp mở như là kia thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có một vài cái điều đặc biệt mà cần mình cần phải bổ sung đầu tiên là cái đường chéo dài nhất thì đó là đường chéo nối hai góc của ma trận nó chính là cái nó giống như là cái hai đường chéo của hình vuông ấy thì đây cũng thế thì thứ nhất là đường chéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải đường chéo này gọi là đường chéo chính và các cái phần tử trên nó là phần tử trên đường chéo chính có cái đặc điểm chỉ số của nó là i và j bằng nhau đúng không? a11, a22, ann đó, Z với Y bằng j thì là các phần tử trên đường chéo chính của ma trận vuông. Ngoài ra chúng ta cũng có một đường chéo nữa ở chiều ngược lại đúng không? khi mà uh, độ dài của nó cũng là dài nhất và uh, các phần tử nó sẽ là an1 rồi thì uh, an trừ một hai vân vân đến a1n thì đường chéo này gọi đường chéo phụ nhé. Đường chéo mà từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải là đường chéo phụ. Còn đường chéo từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên phải gọi là đường chéo chính. À, rồi chúng ta sẽ sử dụng các khái niệm này để mô tả cho một vài cái ma trận vuông dạng đặc biệt khác mà chúng ta sẽ làm việc ngay sau đây thôi trước hết là về cái ví dụ thì như vừa nãy chúng ta có một cái ví dụ uh, ma trận cấp 3 x 3 rồi đúng không ngoài ra chúng ta có thể có ma trận cấp 2 x 2 ma trận cấp 4 x 4 thì đấy là cũng cũng là các cái ma trận vuông khi số dòng bằng số cột. À, chúng ta sẽ tới với cái ma trận đối xứng. Ma trận đối xứng đối với một một cái ma trận vuông đối xứng thì các cái phần tử của nó sẽ là là đối xứng nhau qua đường chéo chính, đối xứng nhau qua đường chéo chính. Ví dụ ma trận A cấp 2x2 này đối xứng này chúng ta thấy là 3 với 3 nó bằng nhau. Ma trận B cấp 3x3 thì các cái phần tử đối xứng của nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là Uh, 1 với 1 kia nó đối xứng này Trừ 2 với trừ 2 cũng đối xứng và bằng nhau Vị trí của nó sẽ đối nhau qua cái đường chéo chính á Thì uh, các cái vị trí đối nhau có giá trị bằng nhau 9 với 9 cũng thế Ma trận cấp 4 x 4 thì nó sẽ đối xứng nhiều hơn nữa Đúng không? Đấy, có nhiều vị trí đối xứng hơn uh, Thì nhìn chung ma trận đối xứng là như thế Ở hai nửa của cái tam giác trên với cả cái tam giác dưới là nó Nó có các cái phần tử uh, Với vị trí đối là nó bằng nhau Thì gọi là ma trận đối xứng Ma trận tiếp theo là ma trận tam giác. Khi mà một nửa của ma trận ở bên dưới đường chéo chính ấy nó bằng 0 thì chúng ta gọi nó là ma trận tam giác trên. Bởi vì mình gọi theo tam giác trên thì là bởi vì là các phần tử khác không thì mình mới quan tâm. Thế còn các phần tử bằng không rồi thì nó đơn giản quá, nó không có gì đặc biệt cả. Đấy. Và thông thường chúng ta cũng biến đổi và sử dụng cái dạng là ma trận tam giác trên là nhiều hơn thôi. Thế còn tam giác dưới thì không mấy khi chúng ta gặp. Đấy. tam giác dưới chính là cái tam giác ma trận tam giác là giống như cái ví dụ D này giống như ma trận D này tiếp theo là ma trận đường chéo thì lúc này không chỉ có một nửa tam giác nó bằng không mà là cả hai nửa tam giác đều bằng không hai nửa tam giác ở hai bên của đường chéo chính nhá thì nó bằng không hết thì gọi là ma trận đường chéo tức là các cái phần tử đối với ma trận này nó chỉ có thể khác không ở trên đường chéo thôi thế còn các cái phần tử bên ngoài là đều bằng không hết một trường hợp đặc biệt của ma trận đường chéo khi mà tất cả các phần tử trên đường chéo nó bằng nhau giống như ma trận D này thì ma trận D được gọi là ma trận vô hướng Cái thuật ngữ vô hướng này nó giống như là các bạn có thể tưởng tượng là một điểm ở trong mặt phẳng là nó không không có hướng nào cả, nó chỉ một điểm thôi Còn khi chúng ta xét vector thì nó sẽ có điểm đầu, điểm cuối Có điểm đầu, điểm cuối tức là có chiều đi Có chiều đi tức là có hướng đi, gọi là có hướng hay còn một điểm chỉ thì nó vô hướng và với tình huống vô hướng này nó đã đặc biệt rồi trong cái lớp ma trận vô hướng nó còn có một cái ma trận mà nó đặc biệt hơn nữa đó là tất cả các phần tử ở trên đường chéo chính bằng nhau và bằng một thì chúng ta có cái ma trận là ma trận đơn vị thường ký hiệu là y à, viết tắt của từ identity à, ngoài ra chúng ta phải gặp các ký hiệu khác chẳng hạn như ký hiệu e chẳng hạn nhưng mà ký hiệu y là phổ biến hơn ở đây chúng ta có ma trận cấp 2 thì ký hiệu là Y2 Chúng ta có thể viết là 2 x 2 hoặc là chỉ đơn giản chỉ cần viết là Y2 thôi Thì nó là ma trận vuông mà nên, nên viết Y2 chắc chắn nó sẽ ma trận đơn vị cấp 2 rồi Các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 và bằng bằng nhau bằng 1 Còn phần còn lại bằng 0 Tương tự như vậy cho ma trận đơn vị cấp 3 Ma trận đơn vị cấp 4 và ma trận đơn vị cấp N cũng thế Một cái đặc điểm của ma trận đơn vị này nó giống như là số 1 vậy Tức là chúng ta nhân nó với bất kỳ cái gì thì kết quả thu được cũng cũng bằng cái số nhân. Hay nói cách khác là bất kỳ số nào nhân với một cũng bằng chính nó. Thì đây nó sẽ có cái tính chất tương tự đối với ma trận. Là khi chúng ta nhân ma trận bất kỳ, tất nhiên phải cung cấp rồi và thỏa mãn điều kiện nhân. Thì nó sẽ cho chúng ta về đúng cái ma trận ban đầu, đúng ma trận đó. Nhân với y nhá nhân với y. Thì y nhân a bằng a nhân y bằng a luôn. Đó, thì đấy là đặc điểm của ma trận đơn vị và chúng ta sẽ kết thúc nội dung của thứ nhất và chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là các cái phép toán đối với ma trận thì chúng ta sẽ có phép toán tuyến tính à, tuyến tính tức là nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện của thuật ngữ tuyến tính thì cụ thể như nào đến các phần tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về cái phần tuyến tính này ở à, đây chúng ta sẽ chấp nhận cái thuật ngữ và chúng ta gọi chung nó là phép toán thôi nhá chúng ta gọi đơn giản nó là phép toán là được phép toán thì chúng ta có hai phép toán cơ bản với số đó là cộng với cả nhân đúng không thì với ma trận cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ có cộng ma trận và nhân ma trận với cả một số nào đó thì ở đây cũng thế này chúng ta sẽ có cụ thể phép cộng ma trận như thế nào thì trước hết là nó phải cung cấp với nhau thì chúng ta mới cộng được và sau đó thì mô tả cho phép cộng thì đơn giản là như này nếu có số 1 và số 2 cộng vào với nhau đơn giản chúng ta chỉ cần cộng 1 với 2 vào thôi đúng không không có vấn đề gì cả thế còn nếu mà chúng ta có ma trận thì do mỗi ma trận thì sẽ có m nhân n phần tử ở đây chúng ta có ma trận A là có 4 phần tử, ma trận B cũng có 4 phần tử. Thì cộng vào với nhau chúng ta sẽ cộng tương ứng từng vị trí một. Cụ thể là chúng ta sẽ viết dạng cộng như thế này, A cộng B sẽ bằng là ma trận A cộng với cả ma trận B và các phần tử tương ứng ở vị trí tương ứng nó sẽ cộng với nhau, chẳng hạn như là dòng 1 cột 1 của ma trận A sẽ cộng với dòng 1 cột 1 của ma trận B và tương tự như vậy cho các vị trí khác. Tức là như sau, 1 sẽ cộng với 2, 2 sẽ cộng với 1, trừ 3 cộng với 5 và 4 cộng với 0. À, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép cộng bình thường đối với từng vị trí và kết quả thu được chính là ma trận A cộng B mà chúng ta cần phải tìm. À, ngoài ra chúng ta cũng có thể cộng cho ma trận bất kỳ miễn sao là hai ma trận đấy nó cùng cấp là được. Chẳng hạn như ma trận C và ma trận D ở đây là hai ma trận cùng cấp là 3 x 2 đúng không? 3 dòng hai cột. Thì mình cộng nó vào với nhau đơn giản là chúng ta cũng đi cộng tương ứng từng vị trí. À, 0 cộng 2 thì bằng 2, 1 cộng với chữ -3 thì được là chữ -2, vân vân các vị trí khác cũng thế. Thì đó là về phép cộng của ma trận Và uh, phép cộng bình thường Thì chúng ta có một cái tính chất đó là Nếu mà tức là A cộng A cộng A Sẽ bằng 3A Thì đây cũng như vậy Khi chúng ta cộng 3 lần ma trận A vào với nhau Chúng ta cũng sẽ được là ba ma trận A Thì đấy là cái uh, diễn giải Phép nhân ma trận với một số Theo phép cộng đấy, Nó chính là cái bản chất của phép nhân Bản chất phép nhân là phép cộng thôi Thì ở đây khi chúng ta có ma trận A này Và chúng ta muốn nhân nó với một số thực bất kỳ nào đó, chẳng hạn nhân với k đi, nếu k là một số nguyên là cho trường hợp mà dễ thấy nhất, thì chẳng qua là chúng ta cộng một số nguyên lần a vào với nhau thôi, đúng không? Mỗi cái phần tử ở từng vị trí một nó sẽ gấp bấy nhiêu lần lên. Chẳng hạn khi chúng ta chậm, cộng hai ma trận a vào với nhau thì mỗi phần tử trong ma trận a sẽ gấp hai lần lên. Đó. Thì khi chúng ta gấp, khi chúng ta cộng k lần ma trận a vào với nhau, cộng k ma trận a vào với nhau, thì mình sẽ được k lần ma trận a và tất cả các phần tử của nó sẽ gấp k lần lên đúng không có nghĩa là số k bên ngoài này mình sẽ nhân vào tất cả các phần tử ở trong bạn a trong trong ma trận a thì một nhân k bằng k hai nhân k bằng hai k trừ ba nhân k bằng trừ ba k vân vân như vậy à, cụ thể hơn vì chúng ta có cái ma trận c như thế này và bây giờ chúng ta muốn tính hai lần ma trận c thì đơn giản là chúng ta cộng hai ma trận c vào với nhau thôi đúng không cộng hai ma trận c vào với nhau thì từng vị trí của nó sẽ được uh, cộng với chính 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 cái giá trị đó tức là ví dụ như số 0 kia mình sẽ cộng thêm với số 0 thì được là không số 1 kia mình sẽ cộng thêm với cả số 1 thì được là 1 cộng 1 bằng 2 và tương tự như vậy trừ 2 sẽ thêm một lần trừ 2 nữa thành trừ 4 và 1 sẽ thêm một nữa được 2 vân vân và nói một cách mà chúng ta thường dùng hơn là chúng ta nhân 2 vào tất cả các phần tử của ma trận C thì đó là hai cách diễn giải một là diễn giải theo bản chất của phép cộng xin lỗi bản chất của phép nhân và thứ hai là ta diễn giải theo cái, cái cách ứng dụng thông thường là mình nhân trực tiếp cái số đó vào Đấy, nhân trực tiếp số đó vào bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển sang nội dung về trừ hai ma trận thì bản chất của phép trừ chẳng qua chúng ta cộng nó với cả số đối thôi đúng không ví dụ như là uh, a trừ b chẳng qua chúng ta đi cộng đi cộng a với cả số đối của b thì đây với ma trận cũng tương tự như vậy ma trận A trừ ma trận B sẽ bằng ma trận A cộng với ma trận đối của B. Nói thì nó là như vậy nhưng mà khi chúng ta vận dụng ấy thì đơn giản là chúng ta cứ lấy hai cái vị trí tương ứng trừ cho nhau là được. Đây, khi chúng ta có ma trận C và ma trận D như này, tất nhiên cộng nó cung cấp rồi mặt thì phép trừ nó cũng phải cung cấp nhá, nó phải cung cấp thì mới trừ được. Thì khi chúng ta lập cái ma trận C trừ D, đơn giản là chúng ta sẽ lấy các cái vị trí ở, ở các cái số ở cùng vị trí chúng ta trừ cho nhau không trừ đi hai thì được là trừ hai một trừ đi trừ ba được là một cộng 3 vòng 4 vân vân các cái vị trí khác cũng thế ờ, trừ hai ma trận chúng ta cứ trừ bình thường Đấy, lấy vị trí trừ đi vị trí rồi thì nói tóm lại là ba cái phép toán này thì thực ra chỉ có một thôi đúng không ờ, phép nhân thì cũng chẳng qua là chúng ta uh, xuất phát từ phép cộng ra mở rộng ra còn phép trừ thì cũng là phép cộng nhưng mà cộng với cả ma trận đối cộng với cả số đối thì bây giờ là cộng với ma trận đối À, chúng ta sẽ có một vài cái tính chất của các phép toán à, tuyến tính này à, ví dụ như là a cộng b sẽ bằng b cộng a tính chất là gọi là hình như là giao hoán này đúng không a cộng b cộng với cả c này thì cái này hình như là tính chất kết hợp không nhớ lắm nhưng mà đại khái là khi chúng ta có ba ma trận cộng với nhau các bạn có thể lựa chọn cộng hai ma trận đầu tiên trước hoặc là các bạn lựa chọn cộng hai ma trận cuối cùng trước cái nào thỏa mãn cái nào dễ dàng thì mình làm đúng không chúng ta cộng với số 0 Cộng một số với số 0 thì không làm thay đổi số đó Thì bây giờ chúng ta cộng một ma trận với ma trận không cũng không làm thay đổi cái ma trận đó Và chúng ta gọi cái ma trận không gọi là ma trận trung hòa à, Chúng ta có phép cộng với cả số đối số à, Một số cộng với cả uh, số đối của nó bằng không Thì đây cũng tình huống tương tự với ma trận Ma trận cộng với ma trận đối của nó sẽ bằng ma trận 0 à, Số 1 nhân với bất kỳ một giá trị nào đó đều bằng chính nó Thì bây giờ số 1 nhân với cả ma trận A cũng không làm thay đổi ma trận A và từ bản chất của phép cộng thì chúng ta thấy là nó chỉ có một uh, ma trận a với nhau thôi không có cộng thêm cái gì cả cho nên là khi nhân một vào nó vẫn thế chúng ta có tính chất phân phối uh, phân phối cho hằng số đúng không a alpha là một số thực bất kỳ nhân với cả a cộng nhân nhân với cả cái tổng a cộng b thì chúng ta có thể lựa chọn việc uh, nhân alpha vào trước khi chúng ta cộng điều này sẽ rất là thuận lợi cho chắc các cái ma trận mà uh, nó có phần tử dạng phân 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 thức ấy phân số ấy, trừ một phần hai rồi thì các kiểu đấy. để bên ngoài chúng ta có một số chẵn thì mình sẽ nhân cái số đó vào trước, rồi sau đó mình mới cộng đúng không? thì uh, như thế nó sẽ thuận tiện hơn. Uh, chúng ta cũng có tính nhất phân phối đối với uh, ma trận theo hàng số hay là hàng số theo ma trận này thôi được rồi. nó nó kiểu ngược lại. ở bên dưới này là một cái hàng số nhưng mà được tách ra thành là alpha cộng với cả beta. sau đó tất cả cái cụm đó lại nhân với cả ma trận A thì chúng ta có thể là là nhân từng hàng số với ma trận a trước rồi cộng chúng vào với nhau sau tùy Để cách nào các bạn ứng dụng nó tiện hơn thì mình làm cuối cùng là khi có hai hàng số nhân vào một ma trận thì mình có thể lựa chọn nhân hàng số phía trước trước hoặc là nhân hàng số phía sau trước thế nào cũng được tùy tiếp theo là đến với các cái phép biến đổi sẽ làm thay đổi ma trận của chúng ta Để nó là nó sẽ làm thay đổi ma trận của chúng ta uh, sẽ có hai phép hai phép biến đổi một là phép biến đổi sơ cấp và thứ hai là phép chuyển vị ma trận phép biến đổi sơ cấp sẽ là các phép toán thực hiện trên các dòng hoặc là trên các cột của ma trận cụ thể như thế nào chúng ta sẽ tới với phép biến đổi sơ cấp chúng ta có ba cái phép biến đổi sơ cấp như thế này à, chúng ta sẽ tới với từng phép biến đổi một đầu tiên là đổi chỗ hai dòng hoặc là đổi chỗ hai cột với nhau thì tương tự như vậy ở đây mình sẽ minh họa cho đổi chỗ hai dòng nhé chẳng hạn với ma trận c này và mình muốn đổi chỗ dòng thứ hai và dòng thứ ba cho nhau thì chúng ta sẽ đổi như thế nào thì đơn giản là chúng ta sẽ thay thế các cái vị trí tương ứng cho nhau thôi. Ví dụ số 5 mình sẽ đổi chỗ thành số 0, số 7 sẽ đổi chỗ với số 2, số 2 sẽ đổi chỗ với số 3 vân vân. À, cụ thể như thế này. Đấy, dòng trên thành dòng dưới và dòng dưới thành dòng trên. Và trong quá trình biến đổi này các bạn cần phải lưu ý là ma trận này không phải là ma trận C. Đấy, nó đổi chỗ rồi nó không còn là ma trận C nữa mà nó chỉ được biến đổi từ ma trận C thôi. Và do đó chúng ta không được quyền viết dấu bằng ở chỗ này. Không được quyền viết dấu bằng ở chỗ này nhá thì cho nên là chúng ta nhưng mà nó vẫn được xuất phát từ ma trận C nó vẫn có thể biến đổi từ ma trận C được vì vậy là chúng ta sẽ đánh một cái mũi tên thay cho dấu bằng nhé chúng ta đánh mũi tên bởi vì dấu bằng là các cái phần tử của hai ma trận phải tương ứng bằng nhau nhưng uh, ma trận này với cả ma trận C thì chỉ có dòng 1 và dòng 4 là nó tương ứng bằng nhau thôi còn hai dòng còn lại nó đâu có bằng do vậy là chúng ta không được phép dấu, viết dấu bằng ở đây nhấn mạnh lần nữa là khi sử dụng các biến đổi sơ cấp chúng ta sẽ sử dụng dấu mũi tên thay cho dấu bằng rồi à, chúng ta có thể tiếp tục đổi chỗ một cái một vài dòng nữa chẳng hạn ví dụ như là dòng hai à, dòng 3 với cả dòng thứ nhất thì khi đổi chỗ thì thao tác là hoàn toàn tương tự 5 sẽ đổi chỗ với trừ một chín sẽ đổi chỗ với bảy vân vân các cái vị trí khác cũng như vậy và đó là phép biến đổi ma trận gọi là đổi chỗ hai dòng hoặc là đổi chỗ hai cột thì cũng tương tự như vậy nhé tiếp theo là cái phép biến đổi là nhân một dòng với một số khác không các bạn lưu ý ở đây là phải là khác không đó. Thế còn nếu nhân bằng không ấy thì toàn bộ các phần tử trên dòng đó nó sẽ bằng không và nó sẽ mất đi cái cách mà chúng ta mất đi khả năng truy về cái ma trận ban đầu nha. Do vậy là uh, phép biến đổi này phải là nhân với một số khác không. Thì ở đây chẳng hạn như chúng ta muốn nhân cái dòng dòng thứ hai này với một số nào đó chẳng hạn các bạn có thể chọn một số bất kỳ miễn nó khác không là được ở đây mình sẽ chọn nhân với 2 phần 3 đi thì nhân một dòng với một số khác không là nhân thế nào? Nhân một số với một số thì chúng ta biết rồi đúng không? Ví dụ nhân 3 với cả 2 thì mình nhân giả nhân 3 vào thôi. Nhưng bây giờ nhân một dòng này thì mình nhân như thế nào? Thì có bao nhiêu phần tử mình sẽ nhân với bấy nhiêu số 2 phần 3? Cụ thể ở đây có 4 phần tử đúng không? Chúng ta sẽ cần 4 số 2 phần 3 để nhân cho mỗi phần tử. Tức là như thế này. Đó. Sau đó thì mình đi thu gọn từng chỗ một. Ở đầu tiên là 0 nhân 2 phần 3 thì kết quả là bằng 0 rồi. Tiếp theo là 2 x 2 phần 3 được 4 phần 3 Trừ 3 x 2 phần 3 được là trừ 6 phần 3 Và cuối cùng sẽ được là 6 phần 3 Đó thì đây là cách mà chúng ta nhân một dòng với một số khác không Và từ kết quả này chúng ta có thể quay về kết quả trước đó Bằng cách là nhân cái dòng vừa rồi với cả 3 phần 2 đúng không? Nhân với nghịch đảo nó thì nó sẽ quay về cái cũ Thế còn nếu chúng ta nhân số 0 vào đây Thì toàn bộ nó sẽ bằng 0 hết Và mất khả năng quay về cái ma trận ban đầu À, chúng ta không thể nào mà tìm ra được ma trận ban đầu từ ma trận mà khi chúng ta nhân toàn bộ với số 0 được đúng không à, phép biến đổi thứ ba đó là cộng vào một dòng tích của một dòng khác với một số bất kỳ nào đó Để lưu ý đây khác biệt là nhân với cả số bất kỳ nó sẽ không làm mất đi khả năng quay về ma trận cũ à, cụ thể như nào đây ví dụ chúng ta lấy dòng 2 nhân với 3 rồi cộng vào dòng số 3 dòng 2 là cái dòng mà cái phân thức xấu số, số này Bây giờ chúng ta nhân nó với 3 nhé Thì sẽ được gì Đây Nhân với 3 thì các cái phần tử của nó sẽ Được nhân với 3 Thì 0 x 3 bằng 0 này 4 x 3 được là 4 Trừ 6 x 3 được 6 À được 6 Và cuối cùng là, là được dương 6 Đúng không Sau đó chúng ta sẽ lấy kết quả này Mà cộng vào với dòng số 3 Dòng số 3 thì mình sẽ viết lại sang bên này nhé Cái thao tác này mình sẽ viết ra nháp Nó sẽ được là uh, Trừ 1, 9, 0, 4 này Sau đó chúng ta cộng các vị trí tương ứng vào với nhau cộng hai dòng thì cũng sẽ cộng vị trí tương ứng nha chúng ta tưởng tượng đây là cộng hai ma trận uh, dòng với với nhau vậy thì cộng nó là tương ứng thì sẽ được là trừ uh, một cộng không chín cộng bốn không trừ sáu rồi thì bốn cộng với sáu vân vân chúng ta thu gọn nó lại đây là kết quả sau khi cộng này và khi chúng ta áp dụng cái phép toán mà mình bôi màu hồng ở đây thì cái ma trận c của chúng ta sẽ được xin lỗi không phải ma trận c mà cái ma trận đang hiển thị ở đây nó sẽ được uh, biến đổi tiếp đánh mũi tên sang một cái ma trận nữa với cái phần tử ở đây nó thay thế bằng là trừ một mười ba trừ sáu mười đó thì đấy là cái phép toán uh, biến đổi sơ cấp thứ ba chúng ta sẽ tới với cái phép chuyển vị ma trận ừ, trước khi uh, vào phép toán chuyển vị trước khi vào cái phép chuyển vị thì chúng ta sẽ uh, sẽ nêu ra cái ký hiệu của ma trận chuyển vị ạ có hai kiểu ký hiệu một là A phẩy và thứ hai là A mũ T chữ T viết tắt của Transpo thì mình thì mình thường viết theo kiểu ký hiệu là A phẩy các bạn thấy là uh, trên lớp giảng viên dạy các bạn thế nào trong giáo trình các bạn viết thế nào các bạn nên ký hiệu theo kiểu như vậy cho nó đỡ bị uh, phiền phức tránh phiền phức chúng ta không nên gây những khó khăn cho nhau đúng không? thì ở đây do thói quen mình sẽ luôn ký hiệu là A phẩy cho ma trận chuyển vị nhé thì ma trận chuyển vị của A nó có đặc điểm gì? thì đó là phần chéo đó là cái đường chéo chính thì nó vẫn không có thì không có gì thay đổi cả chỉ có điều là các cái phần tử còn lại là nó sẽ thay đổi chẳng hạn như là phần tử ở nửa dưới đường chéo chính lúc này nó sẽ lộn lên phía trên của đường chéo chính Đấy. nó sẽ nó sẽ lộn theo kiểu đối xứng ấy. và phần tử phía trên nó sẽ lộn xuống phía dưới và để thu được ma trận a a phẩy để để thu được ma trận a phẩy từ ma trận a chúng ta có thể thực hiện theo hai cách như sau đầu tiên là chúng ta sẽ đi đổi chỗ từng thành phần một trong ma trận a đổi chỗ mà các phần tử đối xứng nhau qua đường chéo chính ấy, chúng ta sẽ đổi chỗ cho nó thì ví dụ như là 4 với cả trừ 2 mình sẽ đổi chỗ cho nhau đấy à, khi đổi chỗ rồi nó không còn là ma trận A nữa nhá thế nên là cái ma trận mình đang hiển thị ở đây à, ma trận bên trái đấy mình sẽ tạm gọi nó là một cái ma trận nháp cho quá trình biến đổi cho cái uh, cho cái phép uh, chuyển vị ma trận nháp cho phép chuyển vị chúng ta sẽ tiếp tục đổi chỗ các thành phần nữa à, không sẽ đổi chỗ với 3 Uh, tiếp theo đến cái đường chéo phụ này thì sẽ có là bốn phần tử đúng không và chúng ta phải đổi chỗ hai lần đầu tiên là chúng ta đổi chỗ cho 3 và hai sau đó sẽ đổi chỗ cho trừ bốn và tám tiếp theo là đến cái trừ sáu và cả trừ một chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau và cuối cùng sau khi đổi chỗ 4 và 7 chúng ta sẽ thu được ma trận chuyển vị A phẩy hoặc là A mũ T tùy đấy thì đấy là cách thứ nhất cách thứ hai mà chúng ta có thể diễn giải cho ma trận chuyển vị đó là chúng ta sẽ đi um, uh, viết lại dòng và cột, viết lại dòng và cột. Ở đây ma trận A là ma trận cấp 4x4 4 và chúng ta sẽ đi um, viết lại từng dòng và từng cột cho nó. Thì ở đây mình sẽ viết lại theo cột nhé Các cột của ma trận A sẽ là các dòng của ma trận chuyển vị. Cụ thể, cột thứ nhất nó sẽ trở thành dòng thứ nhất của ma trận A'. Phải. Cột thứ hai của ma trận A sẽ trở thành dòng thứ hai của ma trận A'. Phải cột thứ ba sẽ trở thành dòng thứ ba của ma trận A phẩy và cuối cùng cột thứ tư trở thành dòng thứ tư của ma trận A phẩy và khi có được cái các cái dòng này rồi thì mình sẽ viết lại về thêm viết thêm hai cái ngoặc nữa thôi là sẽ thu được ma trận A phẩy đó. đó thì đấy là hai cách mà cho phép chúng ta uh, thu được ma trận chuyển vị từ ma trận ban đầu và um, cái này thì không chỉ giới hạn ma trận vuông nhé mà ma trận cột hay ma trận dòng thì uh, hay là ma trận mà có số dòng số cột nó không uh, nó khác nhau thì chúng ta vẫn có thể có ma trận vẫn vẫn có ma trận chuyển vị bình thường. Đó, nhưng chẳng qua là khi ta đổi chỗ đổi dòng như này thì nó sẽ trở thành một cái ma trận mới cấp nó khác đi thôi. Còn trường hợp đặc biệt là ma trận vuông thì cấp nó vẫn thế, nó vẫn là cấp ở đây vẫn là cấp 4x4 /4 này. Hay còn nếu mà ma trận ban đầu là cấp 2x3 thì sau khi chuyển vị cho nó sẽ được một cái ma trận cấp 3x2, bởi vì là số dòng lúc này lại trở thành số cột. Kết thúc phần thứ ba chúng ta chuyển sang phần thứ tư là tới phép nhân hai ma trận. Thì chúng ta sẽ có hai kiểu nhân. Một là kiểu nhân mà chúng ta hay gặp là nhân bình thường ấy, giống như cái số A nhân số B bình thường. Thì ma trận C sẽ bằng ma trận A nhân B. Thì đó là kiểu nhân thông thường. Và thứ hai là nhân theo tích gọi gọi là nhân trực tiếp, còn gọi là tích tensor hoặc là tích Kronecker. Thì chúng ta sẽ tới cái phép nhân thông thường trước. Đối với phép nhân thông thường này chúng ta cần phải chú ý hai hai điều. Một là nó sẽ có thứ tự. Chúng ta phải phân ra thành ma trận nào đứng trước và ma trận nào đứng sau. Và sau khi xét thứ tự đứng trước đứng sau rồi thì cái điều kiện uh, nữa mà chúng ta cần phải uh, ghi nhớ đó là số cột của ma trận đứng trước phải bằng với số dòng của ma trận đứng sau. Ở đây chính là hai cái chữ P mình bôi đỏ đấy, đúng không? P chính là số cột của ma trận A, còn Uh, nó cũng chính là số dòng của ma trận B luôn, ma trận đứng sau. thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có hai cái ma trận là A, B viết theo cái biểu diễn phần tử. bây giờ chúng ta sẽ nhân nó sẽ được ma trận C đúng không? thì ma trận C sẽ có số dòng và số cột như thế nào? nó sẽ bằng số dòng có số dòng bằng số dòng của ma trận đứng trước và số cột của ma trận đứng sau. thì các phần tử nó sẽ được xác định theo công thức như thế này. đó là nếu chúng ta muốn xác định phần tử ở vị trí dòng y cột di của ma trận C thì chúng ta sẽ lấy dòng y của ma trận A tức là ma trận đứng trước nhân với cột di của ma trận C ma trận đứng sau thì chúng ta sẽ thu được cái, cái 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 C nhân y này và nhân nó thì chúng ta sẽ nhân theo kiểu là à, lấy từng vị trí tương ứng nhân với nhau rồi cộng tất cả các kết quả lại đó và để minh họa cho cái này nhìn ở dạng ký hiệu này sẽ có rất nhiều bạn bị rối và không hiểu cho nên là chúng ta sẽ tới về phần minh họa cụ thể cho hai ma trận A và B như sau ở đây ma trận A là ma trận cấp uh, 2 x 3 ma trận B là cấp ma trận cấp 3 x 2 thì uh, chúng ta muốn nhân nó theo kiểu là A nhân B thì ở đây nó sẽ thỏa mãn đúng không ma trận A là ma trận đứng trước nó có tất cả là mấy mấy cột nhỉ sẽ, nó có tất cả là ba cột còn ma trận B là ma trận đứng sau có số cột là à số dòng là ba như vậy là thỏa mãn rồi đúng không thỏa mãn điều kiện rồi hai cái p nó bằng nhau rồi đúng không cột của ma trận đứng trước bằng dòng của ma trận đứng sau chúng ta nhân được và chúng ta cũng có thể xác định được luôn khi mình xác định thứ tự nhân rồi mình có thể xác định luôn được luôn cái kích cỡ của ma trận kết quả là ma trận c lúc này chúng ta thấy là à, m ở đây chính bằng hai còn n ở đây cũng bằng hai luôn đúng không thì chúng ta sẽ được ma trận C là ma trận cấp 2 x 2 và do đó ma trận cấp 2 x 2 thì các phần tử của ma trận C này sẽ có 4 phần tử là C11, C12, C21, C22 từng phần tử này chúng ta sẽ xác chúng ta sẽ xác định theo cái quy tắc nhân vừa rồi chẳng hạn như C11 chúng ta sẽ cần phải lấy dòng của ma trận đứng trước nhân với cột của ma trận đứng sau và cụ thể cụ thể ở đây là dòng 1 nhân với cột 1 đúng không? tức là dòng 1 của ma trận A nhân với cột 1 của ma trận B sẽ thu được kết quả là C11. Và nhân như thế nào thì cụ thể quá trình nhân sẽ như sau. Chúng ta sẽ lấy 1 nhân với 5. Sau đó lấy 3 nhân với 6. Đấy, vị trí thứ 2 mình sẽ nhân với vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 mình cũng nhân với vị trí thứ 3, 1 nhân với 1. Và thêm một bước nữa là chúng ta phải cộng chúng vào với nhau nữa, đúng không? Chúng ta phải cộng chúng vào với nhau. Kết quả được 24. Như vậy C11 chính bằng 24 Chúng ta thay vào C12 hoàn toàn tương tự uh, Sẽ bằng dòng 1 của ma trận đứng trước Nhân với cột 2 của ma trận đứng sau Tức là dòng 1 của ma trận A Nhân với cột 2 của ma trận B Và cái quy tắc nhân cũng tương tự như vừa nãy Đó là chúng ta sẽ nhấy 1 nhân với 2 3 nhân với 4 1 nhân với 7 Và chúng ta cộng chúng vào với nhau Thì kết quả sẽ được là 21 thì vị trí C12 này chính bằng 21 và chúng ta làm hoàn toàn tương tự cho các phần tử ở dòng thứ hai của ma trận C ma trận kết quả sẽ lấy ví dụ như C21 kia chúng ta sẽ lấy dòng 2 của ma trận A nhân với cột 1 của ma trận B thì kết quả sẽ bằng 9 và cuối cùng C22 thì chúng ta sẽ lấy dòng 2 của ma trận A nhân với cột 2 của ma trận B kết quả được trừ 3 thay vào và chúng ta thu được kết quả của ma trận C là ma trận mà chúng ta cần phải xác định Đấy, khi chúng ta nhân a và b với a đứng trước uh, tiếp theo chúng ta thấy là có thể xác định được cả ma trận b nhân a ở đây nữa đấy ma trận b nhân a chúng ta sẽ ký hiệu nó là ma trận e à, chúng ta sẽ ký hiệu nó là ma trận e bằng b nhân a thì để uh, cho thuận mắt thì chúng ta sẽ đảo ma trận b lên trước nhé chúng ta đảo ma trận b lên trước nhân cho nó thuận đến đây chúng ta có thể thấy là điều kiện nhân cũng được thỏa mãn đúng không Số cột của ma trận đứng trước Tức là ma trận B là hai cột Nó bằng với số dòng của ma trận đứng sau Là ma trận A là hai dòng Cho nên là à, chúng ta sẽ có thể Thực hiện được phép nhân là B nhân A Nhân ngược lại như này à, Ngoài ra thì à, ma trận E ở đây Chúng ta cũng có thể xác định được luôn Cái kích cỡ của nó đúng không Nó sẽ bằng là à, M lúc này nó bằng 3 Và N lúc này cũng sẽ bằng 3 Cho nên là E của chúng ta sẽ có ma trận là à, Sẽ có cấp là 3 X 3 Và vì thế cái dạng tổng quát của ma trận E uh, nó sẽ có dạng là 9 phần tử như thế này E11, E12, E13 vân vân thì trong đó E11 thì tương tự như vậy thôi nó sẽ bằng là dòng 1 của ma trận đứng trước nhân với cột 1 của ma trận đứng sau cụ thể ở đây nó sẽ là uh, dòng 1 của ma trận B nhân với cột 1 của ma trận A và chúng ta cũng nhân theo cái quy tắc nhân vừa nãy thôi là chúng ta sẽ nhân 5 với 1 cộng với 2 x 2 và kết quả được 9 đúng không? Tiếp theo là đến cái E12 Thì chúng ta cũng lấy dòng 1 của ma trận đứng trước Nhân với cột 2 của ma trận đứng sau Và kết quả nó sẽ được là 15 Hoàn toàn tương tự E13 chúng ta sẽ nhân dòng 1 với cột 3 Và kết quả sẽ là 5 x 2 5 5 2 được 3 đúng không? Được 3 à, Chúng ta sẽ có thể làm hoàn toàn tương tự như vậy Các bạn hãy làm ra nháp sau đó đối chiếu kết quả ở đây uhm, Kết quả nó sẽ là Khi chúng ta nhân Uh, dòng 2 của ma trận đứng trước với ma trận đứng sau ấy thì các phần tử sẽ thu được tương ứng a2 a à, 2 e 21 sẽ bằng 14, e22 bằng 18, e23 bằng 2. Đấy nó sẽ được như này. Chúng ta thay vào. Uh, cuối cùng nó sẽ được à uh, kết quả là 15 3 và 9, -6. Thì đấy là cách mà chúng ta nhân hai ma trận với nhau. Và nhân tiện đây mình cũng giới thiệu thêm cái cách mà chúng ta có thể kiểm tra kết quả bằng máy tính Casio chúng ta có cái máy tính Casio như thế này và mình sẽ có thể kiểm tra kết quả phép nhân dựa trên cái máy tính này cụ thể như sau. Um, trước hết là chúng ta cần phải nhập ma trận này vào trong cái máy tính đã đúng không? Uh, mình sẽ nhập cái ma trận cả hai ma trận đi cả cả hai ma trận là A và B đi. Uh, mình sẽ nhập như sau. trước hết là chúng ta cần phải vào chế độ uh, ma trận đã thì chúng ta vào cái mode chúng ta click vào mode và chúng ta thấy cái số 6 này không nó là matrix tức là ma trận chúng ta click vào số 6 để chọn chế độ ma trận. Ở đây cho cần nhập hai ma trận, một là ma trận A và ma trận B thì mình sẽ đặt tên tương ứng ở đây cho nó dễ nhá. Mình sẽ nhập ma trận A trước là ấn số 1 này. Kích cỡ 2 dòng 3 cột. Ở đây thì nó sẽ chọn là 2 x 3 tức là số 4 này, đúng không? Cho chọn là số 4. Rồi, các phần tử tương ứng sẽ là một bằng này, sau đó là ấn số 3, ấn bằng tiếp này, ấn số 1, ấn bằng tiếp à, dòng dưới sẽ là 2 0 1 à, chúng ta nhập xong rồi chúng ta sẽ ấn AC để thoát ra để lưu nó vẫn trong chế độ ma trận thôi chúng ta thấy cái ký hiệu là MAT thế này này à, tiếp theo chúng ta sẽ nhập ma trận B đúng không mình sẽ ấn tiếp vào mốt chọn tiếp đến số 6 và chọn ma trận B là click số 2 này ma trận B lúc này là có 3 dòng hai cột tức là 3 x 2 mình sẽ thấy là vị trí từ ứng đây số 2 đúng không? Chúng ta sẽ click vào số 2 để chọn cấp là 3 x 2. Sau đó chúng ta nhập uh, giá trị 5 này. Uh, 2 này, sau đó 6 này. 4 này. 1 7 ấn bằng và chúng ta ấn AC để thoát ra. Sau khi chúng ta nhập xong cái ma trận B nhân à ma trận B và ma trận A rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện phép nhân nhé mình sẽ kiểm tra luôn hai kết quả một là nhân theo kiểu A nhân B thì chúng ta sẽ nhân như thế nào? Đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ gọi ma trận ra trước. À, mình sẽ nhân A nhân B trước nhá thì mình cần phải gọi ma trận A ra trước này. Để gọi ma trận chúng ta sẽ ấn vào cái chữ Shift và chọn chúng ta nhìn thấy số 4 đây không? Cái số 4 ở đây nó có cái chữ màu nâu là Magic thì mình sẽ click vào để 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 sử dụng được cái phím màu nâu Magic này. Chúng ta phải click vào Shift và chọn đến cái số 4. Sau đó thì chúng ta thấy ở đây nó có các cái phép toán, các cái đặc trưng của một ma trận thì các bạn thể học đến đâu các bạn sẽ có thể lôi ra đến đấy thậm chí sau này có thể tính cả định thức rồi tính cả chết rồi tính cả linh tinh tính cả số chiều đấy thì nó sẽ có hết ở đây mình sẽ đi um, gọi ma trận a ra trước đúng không thì ở đây mình sẽ gọi cái ma trận a bằng cách là ấn vào số 3. đây nó có mô tả nó là mát a này đúng không tức là matching a mình sẽ ấn vào số 3 để gọi ma trận a ra nhá Tiếp theo mình nhân với ma trận B đúng không? Thì chúng ta uh, click vào cái dấu nhân như bình thường, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ gọi tiếp ma trận B ra nữa là được. Thì gọi ma trận B chúng ta lại ấn vào Shift và số 4, tức là cái ma trận này màu đâu này. Uh, ma trận B là số 4 ở đây, chúng ta sẽ click vào số 4 tiếp để được ma trận B. Uh, sau khi ta ấn dấu bằng chúng ta sẽ thu được kết quả. Đó là 24 21 9 và -3. Đây kết quả này đúng rồi đúng không? Và các bạn có thể kiểm tra kết quả tương tự bằng cách nhân ngược lại với b nhân a đúng không? mình 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 lỡ thoát ra mất rồi nhé các bạn hãy tự kiểm tra bằng máy tính của mình. rồi thì đó là cái phép nhân ma trận thủ công và chúng ta có thể thực hiện kiểm tra kết quả bằng máy tính Casio. À, chúng ta sẽ rút ra một vài kết luận ở cái kết quả này. đầu tiên là chúng ta thấy là khác với phép nhân hai số thông thường a nhân b bằng b nhân a thì nhân ma trận nó không có tính chất đó gọi là tính chất giao hoán đấy nhân ma trận không có tính chất giao hoán Yeah. A nhân B có thể ra kết quả khác với B nhân A. Ở đây là một ví dụ cụ thể mà các bạn thể thấy luôn. Nhiều bạn có thể uh, thắc mắc là đây là do hai ma trận ban đầu nó khác cấp. Thế nhớ ma trận vuông ở tình huống đặc biệt thì nó nó bằng nhau thì sao? Nó lại giao hoán thì sao? Thì kể cả với ma trận vuông nó cũng không giao hoán đâu. Ở đây mình có thể lấy luôn hai ví dụ uh, lấy lấy luôn một ví dụ với hai ma trận vuông là A1 với cả B1 thì các bạn hãy thực hiện phép nhân với A1 đứng trước đây A1 đứng trước này kết quả là 2212 thế còn khi chúng ta chọn là ma trận B là đứng trước thì kết quả nó lại là 3111 cho nên là chúng ta thấy là khác nhau rồi đúng không A nhân B nhìn chung sẽ khác với B nhân A nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt A nhân B có thể bằng B nhân A và trong những trường hợp đặc biệt như vậy người ta gọi A và B là hai ma trận giao hoán rồi thì đó là các cái nội dung cơ bản về phép nhân và để kết thúc nội dung về phép nhân thông thường này, chúng ta sẽ tới với các cái tính chất của phép nhân này. À, chúng ta sẽ có các cái tính chất như sau, trong đó A, B, C là ba ma trận mà thỏa mãn các cái phép nhân tương ứng ở từng cái tính chất và Y là ma trận đơn vị. À, cuối cùng là cái alpha là cái hằng số bất kỳ nhé, alpha là hằng số bất kỳ. Thì bây giờ A tính chất đầu tiên là chúng ta có một cái tích nhiều hơn hai ma trận thì cái tính chất này sẽ cho phép chúng ta thực hiện phép nhân uh, sao cho nó thuận tiện nhất. Đó là ví dụ như nếu chúng ta có bạn tích ba cái ma trận là A nhân B nhân C với nhau, thì mình có thể thực hiện phép nhân theo kiểu là A nhân B trước, rồi thì uh, nhân kết quả còn lại với C sau. Đúng không? Hoặc là chúng ta nhân ma trận B và C trước, rồi cuối cùng mình sẽ được nhân mình sẽ nhân A vào sau. Thì tất nhiên là phải chú ý thứ tự của nó nha. Tiếp theo là cái tính chất gọi là tính chất phân phối với phép nhân và phân phối này nó cũng giống như là phân phối với số thôi. tuy nhiên chúng ta phải để ý cái thứ tự đúng không? khi mà chúng ta uh, ma trận A là ma trận đứng trước thì cái thứ tự ở uh, kết quả phân phối nó cũng phải là đứng trước. còn khi A là ma trận đứng sau thì cái khai triển phân phối A cũng phải đứng sau. Uh, tiếp theo là nhân một hàng số với tích hai ma trận thì chúng ta có thể thực hiện phát nhân hàng số đó với ma trận trước hoặc là nhân số đó với ma trận sau tính chất này sẽ cho phép chúng ta thực hiện phép nhân ma trận một cách đơn giản hơn. chẳng hạn như là khi chúng ta có một cái ma trận A là ma trận mà chứa các cái phần tử mà nó có cái uh, phân số chẳng hạn. Ma trận B thì đang đẹp nhưng ma trận A tự dưng lại có phân số thì chúng ta có thể lợi dụng tính chất này. Đấy, chúng ta có thể rút một cái uh, hàng số ra để làm cho ma trận A trở thành toàn các số nguyên. ở sau đó mình nhân các số nguyên với nhau thì nó, nó tất nhiên là nó dễ dàng để thực hiện hơn rồi, đúng không? cuối cùng kết quả cuối cùng là mình sẽ nhân toàn bộ cái alpha đó vào cái uh, kết quả đó đấy, thì đây là cách mà chúng ta có thể thực hiện để áp dụng tính chất này khi chúng ta thực hiện nhân hai ma trận tiếp theo là nhân với ma trận đơn vị tất nhiên là a ở đây phải là ma trận vuông rồi y cũng là ma trận vuông cung cấp với a thì a nhân y sẽ bằng y nhân a và bằng chính a luôn và cuối cùng uh, khi chúng ta chuyển vị một tích hai ma trận thì sẽ bằng tích chuyển vị nhưng mà thứ tự thì ngược lại thì có một cái câu À, cho phép chúng ta nhớ nhanh hơn cái thứ nhất này đó là chuyển vị của tích thì bằng tích chuyển vị ngược nhớ phải có thêm cái từ ngược nữa tức là thứ tự nhân nó sẽ ngược nhau Đấy. kết thúc phần nhân thông thường chúng ta sẽ chuyển sang phần nhân trực tiếp tức là cái tích tensor à, hoặc là còn người tên gọi khác là tích kronecker uh, à, ký hiệu thì nó sẽ không phải là ký hiệu theo kiểu nhân bình thường nữa mà chúng ta gặp mà lúc này dấu nhân nó sẽ có cái vòng tròn đóng bên ngoài dấu nhân nó có vòng tròn đóng bên ngoài Đấy thì uh, nhân nó như thế nào? Thì phần này nói tổng quát nó sẽ hơi bị phiền phức. Uh, chúng ta sẽ thực hiện uh, một cái ví dụ trực tiếp cho nó đơn giản. Đây. Thì với ma trận A và B ở đây, nếu mà phép nhân thông thường ấy nó phải kèm theo cái điều kiện về số dòng của ma trận đứng trước và số cột của ma trận đứng sau, đúng không? Nhưng tích trực tiếp với tích uh, hay là tích tensor thì nó không yêu cầu điều đó. Thì ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng nếu ta đặt C là kết quả của tích tensor giữa A và B Thì kết quả nó sẽ như sau Chúng ta sẽ được cái ma trận là Đây kết quả như này Chúng ta sẽ lấy uh, Cái thành phần thứ nhất Lấy từng thành phần của ma trận đứng trước Nhân với ma trận đứng sau Đây nó sẽ được như này Và các kết quả mình sẽ xếp vào vị trí tương ứng Ở trong ma trận đứng trước là ma trận A Đấy Một là cái phần tử đứng trước chúng ta đem nó nhân với ma trận đứng sau là b rồi xếp vào vị trí tương ứng xếp vào vị trí ban đầu ấy à hai là phần tử ở vị trí đứng sau chúng ta nhân nó với b à, chúng ta đoạn này có nhiều cách mô tả đúng không đơn giản chúng ta sẽ lấy cái ma trận b nhân vào từng cái phần tử ở trong ma trận đứng trước nó à, thế là được à kết quả nhân thì bây giờ chúng ta thay nó vào một nhân với ma trận b thì bằng đúng ma trận b luôn kết quả sẽ là ba năm ba sáu hay còn 2 nhân ma trận B thì toàn bộ các cái phần tử trong ma trận B đều nhân gấp đôi lên. Đấy, 0 gấp đôi bằng 0, 3 gấp đôi bằng 6, 10, à, 5 gấp đôi bằng 10, 6 gấp đôi bằng 12. Đấy thì kết quả sẽ được như này. Và chúng ta sẽ viết lại nó về một cái dạng à, ma trận. Tức là chúng ta gộp hai cái bảng số nó vào với nhau thì sẽ được một cái bảng số mới gồm có hai dòng và bốn cột. Đấy thì đây là kết quả của ma trận C nhá. Ờ, các bạn có thể thực hiện nhân ngược lại cũng thế nó vẫn được cái ma trận ở cấp 2 nhân 4. À, rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với số chiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với số chiều nó dễ này. Ma trận A là ma trận cấp 1 x 2. Ma trận B là ma trận cấp 2 nhân 2. Thì ma trận C của chúng ta khi chúng ta thực hiện tích trực tiếp thì nó sẽ được cái ma trận có số dòng sẽ bằng là tích số dòng của hai ma trận thành phần và số cột sẽ bằng tích số cột của hai ma trận thành phần. Đấy, tức là 1 x 2 và 2 nhân 2. Kết quả C ở đây sẽ là ma trận cấp 2 nhân 4. Đó, thì đấy là À, số chiều của ma trận uh, mà sử dụng tích tensor. Thì phân biệt với tích bình thường thì thế tích tensor nó không yêu cầu về điều kiện về số dòng số cột của hai ma trận đứng trước đứng sau đúng không? Đấy nó chỉ có một cái điều đặc biệt đó là thì chúng ta phải nhân toàn bộ cái phần tử của uh, ma trận này với cả ma trận đứng sau kiểu kiểu như vậy. Thì đây là cái tích tensor nhé Kết thúc phần uh, nhân hai ma trận chúng ta sẽ tới với cái tóm tắt về các cái dạng câu hỏi có thể thực hiện, có thể triển khai từ ma trận và các cái phép toán với ma trận. Thì mình tổng kết lại là có bốn cái câu hỏi như này là thường gặp. Bao gồm là các phép toán bình thường như chúng ta vừa liệt kê ở trên, cộng trừ nhân chia chuẩn vị đúng không? Có thể kết hợp giữa chúng nữa, ví dụ như là chúng ta có thể cộng hai ma trận một ma trận chuyển vị, một ma trận không chuyển vị. Chúng ta có thể là nhân một ma trận rồi với ma trận chuyển vị của ma trận kia hoặc là nhân hai ma trận sau đó chuyển vị các kiểu đấy chúng ta có thể các kiểu kết hợp giữa các cái phép toán với nhau. Thứ hai là ta có một dạng bài là tìm lũy thừa của ma trận thì uh, lũy thừa ma trận thì chúng ta sẽ thường gặp cái bài toán đối với ma trận vuông là nhiều. Ma trận vuông là nhiều. Có thể là lũy thừa hữu hạn, lũy thừa bậc 2, lũy thừa bậc 3 hoặc là có thể gặp tới lũy thừa vô hạn thứ ba là cái việc là chúng ta sẽ giải phương trình ma trận ở dạng đơn giản tức là chúng ta sẽ có một cái ma trận x một chiều ma trận chiều bên x nào đó có thể nhân thêm hệ số chỉ nhân thêm hệ số thôi nhé còn không nhân thêm với ma trận khác biểu diễn theo một cái tổ hợp uh, theo các phép toán của các ma trận uh, xác định nào đó thì nó sẽ tìm cái ma trận chưa xác định theo ma trận đã xác định rồi theo cái tổ hợp của các ma trận đã xác định rồi để dạng thứ ba và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái phép biểu diễn Uh, vẫn là tìm ma trận thôi nhưng mà nó sẽ uh, theo một cái quy tắc f nào đó đấy ví dụ như là ma trận a biểu diễn qua ma trận c nhưng mà theo một quy tắc f nào đó tất nhiên quy tắc f này được xây dựng dựa trên các phép toán đã biết ở phía trên bao gồm là cộng trừ nhân chia lũy thừa uh, các kiểu đấy rồi nội dung của video ngày hôm nay thì cũng tương đối dài rồi và các cái nội dung chi tiết về uh, các dạng bài tập như này mình sẽ trình bày trong video tiếp theo nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm Toán cao cấp Eureka Uni. Đây, nhóm này. Link mình để phần mô tả của video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.